Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị nhà mình Là một món rất là mới Đó là món bánh tầm chiên tôm Thì món này ăn tương tự như là mình ăn bột chiên với đó cả nhà Thì món bánh tầm chiên này nó ăn kèm với đu đủ và rau thơm nước tương bánh tầm khi mà mình ăn vô á, thì nó cái độ hơi dai dai ăn rất là lạ miệng luôn đó cả nhà thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị nhà mình nếu yêu thích cái món này á, thì cùng em vào bếp á, để thực hiện món bánh tầm chiên tôm ha bữa nay em làm bánh tầm mà chiên á, thì em có mua được làm nửa ký tôm biển tôm này bữa nay cũng không có được tươi mấy cả nhà tại mưa gió quá trời luôn không có được tôm tươi ăn kèm với trứng và bánh tầm và rau thơm đu đủ thì em đã chuẩn bị hết rồi bây giờ em sẽ đi bào đu đủ trước đu đủ này là nó mỗi dịch nè khi mà mình ăn kèm với đu đủ thì cả nhà mình nên lựa trái đu đủ cho cái à, cái đậu nó hơi đỏ đỏ như vậy thì mình ăn nó ngọt nó giòn ăn rất là ngon ha cả nhà ta kêu bằng đu đủ mỏi dịch á, là mình ăn như vậy thì nó sẽ ngon hơn mấy ngày nay ở bên phú quốc bên em quá trời mưa luôn đó cả nhà còn ở chỗ của cả nhà có bị mưa như ở bên em không chứ bên đây mưa quá trời luôn không có đi chợ búa gì được hết cả nhà thấy không trái đu đủ rất là ngon nè nhưng mà nó cứng lắm chứ nó không có mềm cái này nó vừa đỏ chứ mình để vài hai bữa nữa là nó sẽ chín luôn rồi nhưng mà hôm nay thì nó rất còn rất là cứng em thì em tính chọn trái đu đủ cũng không cần phải đỏ quá đâu cũng hơi hơi mỗi dịch là được rồi còn này nay hơi đỏ nhiều rồi đúng không cả nhà rồi bây giờ em sẽ bào nó ra thành sợi sợi bữa nay cái bằng bào này nó hơi lục rồi cho nên bào nó không có được sợ dài quá đó cả nhà cái bằng bào này bào thì nó cũng hơi nhiễm quá nãy giờ thì em cũng đã bắt một cái nồi nước để mà mình trụng bánh tầm đó cả nhà bánh tầm thì cả nhà mình mua về thì nên trùng nước sôi lại bún cũng vậy thì mình trùng lại như vậy mình ăn nó sẽ không có chua thì bánh tầm nó cũng như bún vậy đó cả nhà cũng phải nên trụng lại một cái thì mình ăn nó sẽ ngon hơn tôm thì em cũng luộc qua luôn để hồi mình lột vỏ luôn thì em sẽ kế tiếp em làm nước tương nước tương ở đây cả nhà mình cho là nửa một chén nước nóng và nửa chén nước tương nha nước tương thì em sẽ cho vào đây là hai muỗng đường và một ít bột ngọt nếu gia đình mình không ăn bột ngọt thì bỏ qua ha rồi kế tiếp nữa thì em sẽ cho vào trong đây là hai muỗng tương ớt để cho có cái độ cho nó hơi cay cay á cả nhà ở đây em sẽ dùng hai muỗng thì là muốn làm cho cái cái nước tương này được ngon hơn á thì cả nhà mình á à, sẽ bỏ thêm một ít giấm tiều thì nếu không có giấm tiều cả nhà dùng một ít tắc cũng được ha rồi nặng chừng có khoảng một trái là được rồi đấy ha cả nhà như vậy nó sẽ thơm nước tương ăn như vậy nó sẽ không ngán rồi bây giờ em sẽ bắt chảo lên để em chiên bánh tầm thì chiên bánh tầm thì em dùng cái chảo chống dính như vậy cả nhà mình không cần phải để dầu nhiều mình chỉ để dầu chán một ít dầu lên thôi là mình cho bánh tầm vào mình, mình chiên thì ở đây em chiên bánh tầm nó không cần phải giòn quá khi mà bánh tầm mà mình để vô trong cái chảo nóng thì nó sẽ mềm ra cho nên á em để một ít dầu cho có cái độ đàn hồi của cái giòn giòn của bánh tầm á các nhà thì em chiên một mặt thôi mình dùng cái đũa để mình làm cho cái bánh nó sẽ tròn ra như vậy nè bánh tầm thì em chỉ chiên một mặt thôi còn nếu như gia đình mình muốn ăn nó giòn á thì mình chiên chừng nào hai cái mặt nó đều giòn hết rồi mình hãy để trứng gà vào nghe cả nhà còn cái này thì em không có thích ăn giòn nhiều cho nên em chiên một mặt thôi bây giờ em sẽ đậy nắp lại để cho cái bánh nó được giòn hơn á cả nhà rồi bây giờ nó đã giòn và nó cứng lại rồi á thì bây giờ em sẽ cho trứng gà vào đây trước để cho nó kết dính lại với nhau. Đó cả nhà thấy không rất là cứng luôn rồi nè. Giờ em sẽ cho trứng gà vào đây. Em đảo đều lên cho nó tròn giống như là mình đổ bánh xèo vậy đó. Thì à, nó sẽ kết dính lại những cái sợi bánh tầm. Cả nhà thấy không nhìn nó rất là ngon luôn. Em có làm mấy lần rồi em ăn thấy ngon cho nên em hôm nay em chia sẻ lại cả nhà mình để cùng nhau làm để mình ăn ha. Thì à là món này nó đơn giản vậy đó mà nó cũng dễ làm cái món này để dành cho những anh chị nào mà không biết pha bột để làm bánh bột chiên á thì mình dùng cách này để mà mình chiên à, à, ăn ha em sẽ cho một ít hành lá nằm phía trên này để cho nó thơm rồi à, sau khi mà em bỏ hành lá lên á thì em sẽ đẩy nắp lại một chút để cho cái hành nó nó chín á, cả nhà Chứ nếu như mình để hành vô mà mình gấp ra liền thì nó sẽ không ngon Rồi bây giờ em sẽ mở nắp ra, nó chín rồi nè Bây giờ là nó đã giòn ở phía dưới rồi đó cả nhà Thì bây giờ em sẽ gấp ra dĩa ha Cả nhà thấy không, nhìn giống như là một cái bánh xèo không Rất là ngon luôn á cả nhà Bánh tầm thì em đã chiên xong rồi Bây giờ video của em tới đây là xin tạm dừng nếu như cả nhà mình thấy video của em hay thì xin tặng cho em một nút like và một nút đăng ký để em có động lực em ra video mới để gửi đến cả nhà xem ha. Bây giờ em xin chào cả nhà nha. Bye bye.